Khi mà các bạn bán hàng trên Amazon nó, nó có một cái thuật ngữ là Amazon Post, Post đó, có nghĩa là bài viết mà Amazon là mình bán hàng, nơi mà mình bán hàng như vậy thì nó có liên quan gì đến bài viết? Mà tại sao nó lại có cái thuật ngữ Amazon Post này? Nếu mà mình nhìn qua Facebook hay là TikTok đó, thì khi mà mình viết bài đó, thì nó gọi là Post đó các bạn, là tiếng Anh nó là nó là Post nhưng mà tiếng Việt nó dịch ra là viết bài. Nhưng mà Amazon nó đâu phải là một cái mạng xã hội đâu mà tại sao nó dùng cái từ là Amazon Post à, như vậy thì nếu mà các bạn có tìm hiểu một chút á, thì bạn các bạn để ý ở đây mình có một cái cửa hàng Amazon à, mình mở sẵn rồi mình làm ví dụ ha mình mở cái cửa hàng đó và nếu bạn nhìn ở trong cái phía bên góc phải thường nó có một cái chữ ở ở trong cái một menu á, lúc nào nó cũng có cái chữ là chữ post và một số cái cửa hàng khi mình nhấp vào cái chữ post á, nó giống như là một cái mạng xã hội và trong cái mạng xã hội này á là cái người chủ của cái cửa hàng á họ sẽ dùng những cái hình ảnh mà nó rất là lifestyle có nghĩa là nó không có thêm một cái quy chuẩn chung của hình Amazon là tất cả nó phải là hình nền background là nền trắng trong suốt mà bạn được quyền dùng nền theo như như một cái hình mà nó ở ngoài đời sống thật á nên là bạn thấy là ở cái một một, một post trong cái Amazon đó bạn được có thể bạn đăng hình mà nó, nó freestyle hơn nó, nó tự do hơn và nó đời sống hơn và ở cái mục này người ta ví nó giống như là một cái mạng xã hội của riêng cái kênh Amazon mục đích của cái việc mà bạn đăng bài theo cái dạng mà Amazon post này á nếu mà các bạn tìm hiểu á thì mục đích của nó là nó giúp cho bạn là xây dựng cái cái cái, cái thương hiệu ở đây nó có một cái bài viết nó nói chuyên về cái mục Amazon Post thì nó là tại sao chúng ta lại tạo cái cái Amazon Post này trên cái cửa hàng Amazon đó là bởi vì nó sẽ giúp cho bạn á promote có nghĩa là quảng cáo cái sản phẩm của mình mà nó miễn phí thông qua cái Amazon nghĩa là bạn viết bài lên Amazon thì Amazon tới tự động à, hiển thị quảng cáo cái 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 sản phẩm của bạn thông qua cái mục post đó và nó hoàn toàn là nó miễn phí mà không có bị chạc phí miễn phí cho Amazon đó là cái lẽ thứ nhất, cái thứ hai là cái người khách hàng á, họ sẽ nhìn cái hình ảnh mà nó nó đời sống giống như vậy, nghĩa là hình ảnh nó, nó tự nhiên á, thì khách hàng á họ sẽ thích hơn là nhìn một cái hình ảnh mà nó nó gọi là nó hơi ảo, những cái hình ảnh mà trên một Amazon Post nếu mà bạn có để ý là cái hình ảnh đó, nó đời, hơn, nó sẽ ghép cái hình của sản phẩm á, thật với những cái hình cuộc sống xung quanh ví dụ như là ở đây nó bán cái cái chủ đề bây giờ mà đây mình thấy hình nó nó bán những chủ đề về đồ chơi của trẻ em thì nó sẽ ghép hình của người trẻ em với người mẹ và cái xung quanh là một căn nhà thì nhìn nó, nó tự nhiên hơn hoặc là ở đây mình có một cái ví dụ là à, <laughs> ở đây giống như các bạn này bạn mặc cái áo mà quảng cáo là quảng cáo cái áo nhưng mà cái background xung quanh đó là là họ cái bạn gái này bạn đang đứng ở trong cái căn nhà của mình Wow, thì bạn, bạn đồ rất là freestyle thì nhìn đó, nó, nó nó gần gũi hơn là mình đăng một cái sản phẩm theo cái kiểu mẫu trên amazon cũ là background nó phải là một cái nền trắng thì cái một boss này nó sẽ giúp cho bạn thu hút với khách hàng hơn tiếp tục là nó có một cái lợi ích nữa là nó khi mà bạn nó giúp cho bạn là À, khi mà bạn có một cái kênh mạng xã hội ví dụ như là bạn khi mà bán hàng ấy, mà thường một số bạn á là sẽ tạo một cái kênh mạng xã hội giống như là TikTok à, hoặc là Facebook hoặc là Instagram những hàng mà nếu bạn đã có sẵn cái đó rồi thì bạn được bạn được quyền là đăng lại trên cái một Amazon post như vậy thì bạn sẽ tiết kiệm thời gian hơn và bạn lại tận dụng các bài viết trên những cái trang mà mạng xã hội của của bạn á bạn bio lại cho cái kênh Amazon mà dùng lại cái nội dung đó, nó sẽ giúp cho bạn là tối ưu hóa cái cái nội dung của mình hơn và tiếp cận với nhiều khách hàng hơn. Đó. Nên là ở đây nó có nói là repurpose social media content of for Amazon and maximize its value có nghĩa là tái sử dụng lại cái nội dung truyền thông xã hội cho cái việc mà bạn bán hàng cho Amazon và tối đa hóa cái giá trị của nó. Có nghĩa là những cái bài viết ở trên đây nè. Amazon Post đây thì bạn được quyền bạn sử dụng lại cái nội dung ở trên cái kênh mà Instagram, Facebook hay TikTok gì là bạn post lại trên đây để mà bạn tối tối đa hóa cái 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 nội dung đó. À, nó còn một cái lợi ích nữa mà mình nó là lý do mà mình nên tạo cái mục Amazon Post này đó, đó là nó sẽ làm cho cái tạo ra một cái nhu cầu uh, sản phẩm bằng thông qua cái hình ảnh phong cách sống mà cho thấy như là 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 mọi người đang sử dụng cái sản phẩm của bạn nó thực tế như là bạn bán hàng hay bạn dùng cái hình thật lúc mà bạn sử dụng cái sản phẩm đó bạn đăng tới một amazon post thì nhìn nó sẽ thuyết phục hơn là bạn đăng một cái sản phẩm mà nó trơ trội hơn hay là khi ví dụ như là khi mà khách hàng họ mua cái sản phẩm của bạn đó, thì thường họ hay chụp cái hình cái sản phẩm đó và họ sẽ làm review đúng không hoặc là bạn có thể là bạn tự bạn dùng cái hình ảnh cái sản phẩm của bạn bạn chụp hình theo cái phong cách sống lúc mà bạn đang sử dụng, mình một cách dân dã, dạ, một cách bình thường bạn đăng lên, thì như vậy nó sẽ kết nối với khách hàng và nó tạo ra một cái nhu cầu thiết thực hơn thông qua những hình ảnh của đời sống, đó. nó gọi là lifestyle, image là hình ảnh lifestyle cái hình ảnh đó. theo cuộc sống đời sống lối sống thật, và mình cho thấy là mình sử dụng cái sản phẩm đó thực tế nó như thế nào, kiểu kiểu gì thường những cái kiểu này nó sẽ rất là hữu ích khi mà bạn bán những sản phẩm về hàng vật lý hàng hàng mét ví dụ như là những cái bàn ghế thủ công hay là những cái đồ thủ công mà trang trí ở nhà thì bạn chụp ở khu vườn ở nhà của mình nó sẽ hay hơn nhưng mà khi mà bạn bán sản phẩm về bld thì nó sẽ khó hơn sản phẩm bld thì bạn cần phải tạo ra một tấm hình mà nó không có trùng với nhiều hình ở đây mình có nhiều hình và nó phải gần gũi với thiên nhiên hơn ví dụ ở đây mình có một cái tấm hình là mình làm ví dụ mình có dùng cái 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 cái, cái uh, Photoshop mình tạo thử một tấm hình theo phong cách là lifestyle và mình có thể mình dùng cái hình này bạn thấy là ở đây mình ghép mình bán BOD đúng không thì mình sẽ tạo ra một cái móc khúc của một cái cô gái và cái cô gái này đứng trong cái khu rừng và mình dùng cái hình này mình mình làm cho cái một Amazon post thì nó sẽ hay hơn nó tự nhiên hơn và nó nó gần gũi hơn là mình dùng một cái hình mà một mình dùng một cái hình mà mà thay vì cái nền trắng như vậy đúng không nếu mà bạn bạn đăng cái sản phẩm trên amazon đó, thường amazon bắt mình là phải dùng là cái background đó, này nè là phải có nền màu trắng nhưng mà riêng <laughs> riêng đối với cái mục mà amazon post đó, bạn không cần là phải dùng cái cái background là cái nền trắng giống như vậy mà bạn có thể thay bạn có nền khác mà cái nền đó bạn có thể tận dụng là um, một cái nền gì đó mà nó gần gũi với 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 cái sản phẩm của bạn nó phù hợp với sản phẩm của bạn ở đây mình bán sản phẩm BOD quần áo mà cái hình mình là móc khớp ảo nên là bắt buộc là mình phải dùng mình photoshop để mình tạo ra một cái hình lifestyle mà riêng bạn bán những sản phẩm về hàng hai mét hay là hàng vật lý mà bạn có cái sản phẩm trong tay bạn có thể tự chụp nó ra giống như là giống như là cái hình sản phẩm ở trên cái bài viết này nè ha thì đó là một trong những lý do mà chính mà tại sao mình phải tạo một Amazon bot thì cái mục đích cuối cùng là giúp cho bạn <laughs> làm cho cái thương hiệu của bạn nó gần gũi với khách hàng hơn mà trang à, làm cho khách hàng họ thích cái sản phẩm của bạn hơn mà có khả năng họ mua cái sản phẩm của bạn nhiều hơn nói chung là cái mục đích cuối cùng là mình sẽ có sale nhiều hơn thì đó là cái một Amazon bot đó <laughs> thì để mà đăng cái Amazon bot đó, đó thì mình mình làm rất là dễ các bạn mình chỉ cần là truy cập vào cái uh, mình các bạn chỉ cần truy cập vào cái đường link là post amazon com khi đó bạn đăng nhập vào cái tài khoản amazon của mình thì trong đó nó có cái mục là tạo cái cái cái, cái, cái bài post á thì bạn chỉ cần là tạo cái bài post rồi tạo cái bài post nào rồi bạn đăng up cái hình lên thì hình đối với cái hình tiêu chuẩn ở đây thì nó yêu cầu mình dùng có thể là hình Tỷ lệ là 11:16943 thì ở đây bạn thấy là mình tạo ra một cái hình của Amazon Post đó mà bán BOD thì ở đây bạn thấy là tỷ lệ mình tạo là 169 nè. Thì bạn có thể tham khảo cái hình này của mình. Còn không thì bạn có thể đọc cái cái nội dung của kích cỡ của cái tấm hình mà cho một Amazon Post ở đây hoặc là bạn search thêm Google không. <laughs> Ở đây bạn thấy là người ta sử dụng cái tấm hình này á nó có tỷ lệ là 1:1 1 nè. Tỷ lệ là 1:1 Và bạn thấy là cái hình bên bên trái thì nó có cái chữ màu xanh là accepted, acceptable nghĩa là chấp nhận mà hình bên phải nó đang bị lỗi gì đó. Và hình này thì nó không được accept, nó không được chấp nhận. Thì mình nghĩ có nghĩa là khi mà bạn đăng sản phẩm lên thì bạn tập trung nếu mà bạn một hình thì bạn nên để một sản phẩm thôi chứ bạn đừng có để một hình mà nó quá nhiều sản phẩm như thấy mà hình bên phải bạn thấy là còn một cái cái hình mà nó quảng cáo là một lúc là bốn cái cái hình khác nhau thì như vậy nó sẽ bị rối thì để mà chuẩn thì bạn nên là một hình một cái sản phẩm của mình thôi ha sau khi mà bạn đăng hình lên á, bạn tạo bài viết ha, bạn tạo bài viết, bạn đăng hình lên á, thì bạn có thể add cho caption có nghĩa là bạn muốn thêm cái chú thích gì đó cho bài viết của mình đó, thì mình sẽ thêm mà nó giống như là một cái trang mạng xã hội vậy các bạn thì ở đây mình có chụp hình sẵn ha thì ở đây là cái nơi mà mình đã tạo cái bài boss và bạn thấy là mình đã tạo hai cái bài post à, vào ngày 29 tháng 7 là ngày hôm nay thì một bài nó đã được approve, một bài đang pending đi đặc biệt là đối với Amazon Post khi mà bạn tạo bài viết xong á thì bạn cần phải tạo, đợi một khoảng thời gian thì bạn được approve thì các bài post cái bài viết nó mới được hiển thị trên cái một Amazon chứ không phải là mình giống như Facebook là mình muốn đăng là mình đăng ha mình đăng một mình đợi một khoảng chừng như 3 phút gì đó 15 20 phút hay là một tiếng hai tiếng gì đó nó phải duyệt bạn duyệt cái bài viết của bạn trong đó cái bài viết của bạn nó mới xuất hiện trong cái một Amazon post và ở đây á, mình có chụp một cái tấm hình tấm hình này mình chụp trực tiếp từ trong cái 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 bài viết của Amazon đó khi mà bạn tạo thì nó, nó đưa ra một cái ví dụ thì cái hình ví dụ này nó sẽ rõ hơn thực tế hơn bởi vì cái ví dụ này là do Amazon nó nó nó, nó viết thì ở đây nó chỉ ri một cái câu đơn giản thôi khi mà bạn tạo cái bài viết trên Amazon đó thì nó sẽ với cái bài viết bài viết mà chất lượng cao hai quality post đó, nếu mà bạn có một cái bài viết mà chất lượng tốt đó, thì nó có thể giúp bạn là tăng cái việc mà bạn tăng cái việc mà nhận dạng thương hiệu đó, đối với khách hàng có nghĩa là khách hàng họ sẽ dễ dàng nhận biết cái thương hiệu của bạn thông qua cái việc mà bạn giới thiệu cái sản phẩm trên bài Amazon Post và nếu mà cái hình bạn đẹp mà chất lượng tốt á, biết bạn hay á thì người khách hàng họ sẽ engage, engagement, brand, engagement nghĩa là họ sẽ tương tác với cái thương hiệu của mình họ sẽ lít vào, họ sẽ like, họ sẽ follow bạn thấy là ở đây nó có cái chữ là follow đúng không? thì nếu mà bạn tạo ra một cái hình mà nó lo cuốn được cái người khách hàng á thì nó sẽ tăng cái việc mà brand in có nghĩa là họ sẽ có xu hướng là họ chấp và học follow nè như vậy thì bạn tưởng tượng là bạn build cái amazon post mà mỗi một ngày nó mọc tốt và cái người khách hàng họ vào cái cửa hàng amazon họ xách sản phẩm và đến một cái ngày nào đó bà bạn có rất là nhiều follower họ follow cái shop của bạn thì chắc chắn là bạn sẽ càng ngày bạn sẽ càng dễ bán hàng hơn có thể lúc đầu nó sẽ chậm mà bạn sẽ mệt bạn sẽ mất nhiều thời gian nhưng mà cái khúc sau á thì bạn sẽ dễ dàng có sale hơn và nó sẽ phát triển bền vững hơn ha mình nghĩ là cái việc mà bạn build cái 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 brand game mình á mà nó tốt á nó sẽ phát triển rất là bền vững và cái cửa hàng mạng nó sẽ dễ có sale hơn là hơn là bạn xây dựng một cái kênh mạng xã hội từ bên ngoài tại vì một cái kênh mạng xã hội từ bên ngoài thì cái người khách hàng mình đó là không phải là cái người mua hàng của amazon mà nó cái người à, à, fan ở bên ngoài thôi thì bạn cần phải dẫn cái người fan đó, đó vào cái cửa hàng mình họ mới mua còn tất cả những cái người nào mà follow polo cái 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 bài viết amazon của mình đó, thì đa phần một trăm phần trăm là những cái người đó họ đang thi cập vào cái nền tảng amazon thì thường đó là những người mua hàng trong amazon nên là những người này mà polo cái cửa hàng của bạn thì cái khả năng người bạn ra sale nó rất là tốt và mỗi một ngày bạn đăng sản phẩm lên mỗi một ngày mà bạn viết bài trên Amazon Post nó càng nhiều thì cái việc bạn bán hàng thì càng ngày càng tốt hơn và càng thuận lợi hơn thì cái việc gì lúc đầu nó cũng sẽ khó khăn nhưng mà về sau á khi mà bạn có kết quả rồi thì về sau bạn càng ngày bán nó càng dễ hơn lúc đầu rất là nhiều nó giống như là cái cửa hàng ec của mình đó là một hai năm nay là mình không có làm gì hết mình không có đăng sản phẩm nữa mình không có tập trung nó nhiều nữa bởi vì nó đã ổn định nó đã có đơn hàng nó đã có sale rồi mình không có làm nữa bởi vì những cái năm trước mình làm rất là nhiều đó thì ừ. cái cửa hàng amazon cũng vậy nghĩa là bạn cần phải bỏ ra một hai năm bạn làm rất là nhiều bạn tối ưu rất là nhiều thứ thì những cái năm sau thì nó sẽ giúp cho bạn hái được cái quả ngọt hơn và có thể là nó sẽ thành một cái nguồn thu nhập thụ động cho bạn ha thì đó là cái nội dung ngắn gọn mà mình giải thích sơ qua cái mục amazon post để các bạn hiểu cái amazon post nó là cái gì à, tại sao uh, Amazon nó lại dành riêng cho một cái mục là Amazon Post cho cái, cái 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 tài khoản bán hàng trên Amazon. À tại sao Amazon là một cái nơi bán hàng mà nó lại dành riêng một cái nơi mà giống như là một cái cái khu vực cho cái người seller họ viết bài về cái sản phẩm của họ nó giống như là một cái trang mạng xã hội. Đó. Thì qua cái nội dung video này giúp cho bạn hiểu hơn về Amazon Post là gì và hy vọng bạn hiểu cái nội dung đó mà khi mà bạn có một cái cửa hàng trên Amazon đó thì bạn có thể là dành thêm thời gian đầu tư cho những cái mục này để cho bạn build cái 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 cái, cái brand của mình nó sẽ tốt hơn brand brand in gaming à. có nghĩa là bạn muốn làm tạo cái Amazon Post này bạn phải bạn phải có thương hiệu ha có nghĩa là bạn cái cửa hàng của bạn nó phải đăng ký thương hiệu rồi ở đây nó ghi nè ở đây họ có ghi là cái điều kiện là ai nè ai có thể tạo cái cái bài viết trên Amazon là, là bạn phải là bạn phải là một cái thành viên trong cái brand City nghĩa là cái thương hiệu của bạn nó phải là được đăng ký và được duyệt bởi Amazon rồi đó, thì bạn mới tạo được cái Amazon Post đó. rồi cảm ơn các bạn đã xem